Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 43, phẩm thập định thứ 27, thứ 10, Tam Muội Vô Ngại Luân. Phật tử, thế nào là Tam Muội Vô Ngại Luân của Đại Bồ Tát? Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, thế nào gọi là Tam Muội Vô Ngại Luân của Đại Bồ Tát nên tu hành? Phật tử, khi Đại Bồ Tát nhập Tam Muội này, thì trụ thân nghiệp vô ngại, lời nghiệp vô ngại, ý nghiệp vô ngại, trụ cõi Phật vô ngại, được trí vô ngại thành tựu chúng sinh, được trí vô ngại điều phục chúng sinh, phóng quang minh vô ngại, hiện lưới quang minh vô ngại, thị hiện biến hóa rộng lớn vô ngại, chuyển bánh xe pháp thanh tịnh vô ngại, được tự tại vô ngại của Bồ Tát, khắp vào lực của chư Phật, khắp trụ trí huệ của chư Phật, làm những gì Phật làm, tịnh những gì Phật tịnh, hiện thần thông của Phật khiến cho Phật hoan hỷ, thực hành những gì Phật thực hành, trụ đạo của Như Lai, thường được gần gũi vô lượng chư Phật, làm các Phật sự tiếp nối hạt giống của chư Phật. Các vị Phật tử, vị Đại Bồ Tát này tu hành Bồ Tát Đạo viên mãn lục độ vạn hạnh, tích tụ đủ thứ căn lành. Khi Ngài chứng được Tam Muội Vô Ngại Luân, trụ nơi thân nghiệp vô ngại, trụ nơi lời nghiệp vô ngại, trụ nơi ý nghiệp vô ngại, trụ cõi Phật vô ngại, đắc được trí huệ thành tựu chúng sinh không chướng ngại, đắc được trí huệ điều phục chúng sinh không chướng ngại, phóng ra trí huệ quang minh không chướng ngại, hiện ra lưới quang minh trí huệ không chướng ngại, thị hiện biến hóa rộng lớn không chướng ngại, thường chuyển bánh xe pháp thanh tịnh không chướng ngại, đang được nhậm vận tự tại không chướng ngại của Bồ Tát. Vị Bồ Tát này lại khắp vào mười lực của tất cả chư Phật, lại khắp trụ trí huệ của tất cả chư Phật, lại làm những gì mà tất cả chư Phật làm, lại thanh tịnh cõi nước mà tất cả chư Phật thanh tịnh, lại thị hiện thần thông của tất cả chư Phật, khiến cho mười phương chư Phật hoan hỷ tán thán, lại thực hành những gì Phật thực hành, lại trụ đạo của tất cả chư Phật, lại thường được gần gũi vô lượng chư Phật, lại thường làm việc của tất cả chư Phật, lại tiếp nối hạt giống của tất cả chư Phật. Phật tử, Đại Bồ Tát trụ Tam Muội này rồi, quán nhất thiết trí, đồng quán nhất thiết trí, biệt quán nhất thiết trí, tùy thuận nhất thiết trí, hiển bày nhất thiết trí, phàn duyên nhất thiết trí, thấy nhất thiết trí, tổng thấy nhất thiết trí, biệt thấy nhất thiết trí. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát trụ Tam Muội này rồi, hay quán sát nhất thiết trí huệ, lại hay tổng quát để quán sát nhất thiết trí huệ, lại hay phân biệt để quán sát nhất thiết trí huệ, lại hay tùy thuận nhất thiết trí huệ, lại hay hiển bày nhất thiết trí huệ, lại hay phan duyên nhất thiết trí huệ, lại hay thấy được nhất thiết trí huệ, lại hay tổng quát thấy được nhất thiết trí huệ, lại hay phân biệt thấy được nhất thiết trí huệ. Nơi Bồ Tát Phổ Hiền, nguyện rộng lớn, tầm rộng lớn, hạnh rộng lớn, thủ hướng rộng lớn, sở nhập rộng lớn, quang minh rộng lớn, xuất hiện rộng lớn, hộ niệm rộng lớn, biến hóa rộng lớn, đạo rộng lớn, không dứt không lùi, không nghỉ không đổi, không mệt không bỏ, không tán không loạn, thường tăng tấn, luôn liên tục. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát này ở trong các pháp thành tựu nguyện lớn, phát tâm tu hành đại thừa, vào biển đại phương tiện Phật pháp, dùng nguyện lực thủ thắng, nơi hạnh của các Bồ Tát tu hành, trí huệ chiếu sáng đều được khéo léo, đầy đủ thần thông biến hóa của Bồ Tát, khéo hộ niệm tất cả chúng sinh. Như tất cả chư Phật quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm đối với các chúng sinh luôn khởi tâm đại bi, thành tựu pháp không biến đổi của Như Lai. Nơi Bồ Tát Phổ Hiền, nguyện lực rộng lớn, tầm rộng lớn, tu hành rộng lớn, thú hướng rộng lớn, sở nhập rộng lớn, quang minh rộng lớn, xuất hiện rộng lớn, hộ niệm rộng lớn, biến hóa rộng lớn, đạo rộng lớn, cũng không dứt hẳn, cũng không thối lùi, cũng không nghỉ ngơi, cũng không biết đổi, không mệt mỏi, không xả bỏ, không tán mất, không mê loạn, thường tinh tấn, hướng về trước, siêng tu đạo của Bồ Tát tu, thường liên tục không dứt, không nghỉ ngơi. Đây là nguyên nhân gì? Vì vị Đại Bồ Tát này đối với tâm Bồ Đề luôn tăng tấn, liên tục không ngừng, cho nên ở trong tất cả các pháp, thành tựu nguyện lớn đã phát ra, phát tâm Bồ Đề đại thừa, vào biển đại phương tiện Phật pháp, dùng nguyện lực thủ thắng đối với hạnh môn của tất cả Bồ Tát tu hành, dùng trí huệ để chiếu sáng, đều được phát phương tiện khéo léo, đầy đủ hết thảy thần thông biến hóa của tất cả Bồ Tát, khéo hộ niệm tất cả chúng sinh, như tất cả chư Phật ba đời, quá khứ vị lai hiện tại hộ niệm, đối với hết thảy tất cả chúng sinh, luôn sinh tâm đại bi, thành tựu pháp không biến đổi, tùy duyên không đổi, không đổi tùy duyên của chư Phật. Phật tử, ví như có người dùng mani báu để vào trong y phục màu sắc, mani báu đó tuy đồng với màu sắc y phục mà không bỏ tự tánh, Đại Bồ Tát cũng là như thế, thành tựu trí huệ dùng làm tâm báu, quán nhất thiết trí đều hiện rõ khắp mà không bỏ các hạnh của Bồ Tát.
Tại sao? Vì Đại Bồ Tát phát đại thệ nguyện là ích tất cả chúng sinh, độ thoát tất cả chúng sinh, thừa sự tất cả chư Phật, nghiêm định tất cả thế giới, an ổn chúng sinh và sâu biển pháp. Vì tịnh cõi chúng sinh mà hiện đại tự tại thí cho chúng sinh, chiếu khắp thế gian và vô biên pháp môn huyễn hóa, chẳng thối chuyển trong mọi nhàm. Các vị Phật tử ví như có người dùng châu báu mani báu để vào trong y phục màu sắc. Ánh sáng châu báu mani đó tuy đồng với màu sắc y phục, nhưng tự tánh của châu báu vẫn tồn tại chẳng bỏ đi. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, thành tựu đại trí đại huệ, dùng làm tâm báu, dùng diệu quan sát trí để quan sát nhất thiết trí, đều hiện rõ khác mà không bỏ các hạnh của Bồ Tát tu. Đây là nguyên nhân gì? Vì Đại Bồ Tát phát đại bốn hoàng thệ nguyện, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện lợi ích tất cả chúng sinh, độ thoát tất cả chúng sinh, thừa sự mười phương ba đời tất cả chư Phật, trang nghiêm thanh tịnh tất cả thế giới, an ổn chúng sinh, khiến cho họ vào sâu biển pháp tánh của tất cả chư Phật. Vì thanh tịnh cõi chúng sinh mà thị hiện cảnh giới đại tự tại vô ngại, thường hành bố thí cho chúng sinh, khiến cho họ được pháp ích, dùng trí huệ quang minh để chiếu khắp tất cả thế gian, khiến cho đen tối thành ánh sáng, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được đại trí huệ. Bồ Tát biết tất cả đều như huyễn như hóa, cho nên chẳng chấp trước vào bất cứ sự việc gì, hay vào vô biên pháp môn huyễn hóa, chẳng thối chuyển, chẳng mỏi nhàm, quán triệt thủy chung hành Bồ Tát đạo, cứu chúng sinh thoát khỏi biển khổ. Phật tử ví như hư không trì trì các thế giới, hoặc thành hoặc trụ, không nhàm không mỏi, không gầy không hư, không tan không hoại, không đổi không khác, không có khác biệt trong bỏ tự tánh. Tại sao? Vì tự tánh hư không là như vậy. Đại Bồ Tát cũng là như thế, lập vô lượng đại nguyện, độ tất cả chúng sinh, tâm không nhàm mỏi. Các vị Phật tử ví như hư không, hay trì trì hết thảy thế giới, hoặc thế giới thành, hoặc thế giới trụ, hoặc thế giới hoại, hoặc thế giới không, trong tự tánh của hư không chẳng có nhàm chán, chẳng có mỏi mệt, không có gầy ốm, không có hư mục, không tan mất, không phá hoại, không biến đổi, không có hai dạng. Bất cứ trong tình huống nào, hư không chẳng có tâm phân biệt, cũng chẳng có bỏ lìa tự tánh. Tại sao? Vì tự tánh hư không là như vậy, Đại Bồ Tát cũng là như thế, phát ra vô lượng đại nguyện, độ thoát tất cả chúng sinh, đó là bổn phận của Bồ Tát. Độ thoát chúng sinh làm sự nghiệp, tùy độ chúng sinh mà không chấp trước độ chúng sinh, vì hành xả vô sự, cho nên tâm không nhảm mỏi. Phật tử ví như Niết Bàn, quá khứ vị lai hiện tại vô lượng chúng sinh, ở trong sự diệt độ mà chọn không nhảm mỏi. Tại sao? Vì tất cả các pháp, bổn tánh thanh tịnh đó là Niết Bàn, làm sao trong đó có sự nhảm mỏi. Đại Bồ Tát cũng là như thế, vì muốn độ thoát tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều thoát khỏi mà hiện ra đời, sao lại khởi tâm nhảm mỏi. Các vị Phật tử ví như Niết Bàn không sinh không diệt, trong quá khứ vị lai hiện tại, ba đời vô lượng chúng sinh đều ở trong sự diệt độ mà chọn không nhảm mỏi. Tại sao? Vì bổn tánh của tất cả các pháp thanh tịnh không nhiễm đó là Niết Bàn. Tất nhiên là thanh tịnh, sao lại có sự nhàm mỏi? Nếu có sự nhàm mỏi thì chẳng thanh tịnh, chẳng thanh tịnh thì có sinh tử, thanh tịnh thì không sinh tử. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, vì muốn độ thoát tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều thoát khỏi bao cõi, cho nên Bồ Tát mới thị hiện ra đời. Tất nhiên là cam tâm tình nguyện, vô điều kiện để độ chúng sinh, sao lại có tâm nhàm mỏi. Phật tử như Tát Bà Nhạ, hay khiến tất cả Bồ Tát quá khứ vị lai hiện tại đã sinh, sẽ sinh, đang sinh vào nhà chư Phật, cho đến khiến cho thành tựu vô thượng Bồ Đề chọn không nhàm mỏi. Tại sao? Vì nhất thiết trí với pháp giới không hai, vì nơi tất cả pháp không chấp trước. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, tâm của Ngài bình đẳng chỗ nhất thiết trí, sao lại có tâm nhàm mỏi. Phật tử như Tát Bà Nhạ nhất thiết trí, hay khiến tất cả Bồ Tát trong quá khứ vị lai hiện tại ba đời đều sinh vào trong nhà của chư Phật, hoặc đã sinh vào nhà của chư Phật, hoặc vị lai sẽ sinh vào nhà của chư Phật, hoặc hiện tại đang sinh vào nhà chư Phật, cho đến khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu vô thượng Bồ Đề chọn không nhàm mỏi. Tại sao? Vì thể tánh của nhất thiết trí và pháp giới là một chẳng phải hai. Người có trí huệ chẳng chấp vào tất cả các pháp, tức cũng là không có pháp chấp. Đại Bồ Tát cũng là như thế, tâm của Ngài bình đẳng trụ nơi nhất thiết trí, thì làm sao lại có tâm nhàm mỏi? Tuyệt đối không có. Phật tử Đại Bồ Tát này có một hoa sen đó rộng lớn, tận cùng bờ mé mười phương,
dụng bất khởi thuyết lá, bất khởi thuyết báu, bất khởi thuyết hương để trang nghiêm. Bất khởi thuyết báu đó, mỗi thứ lại thị hiện đủ thứ các báu, thanh tịnh tốt đẹp, rất khéo, an trụ. Hoa sen đó thường phóng ra các màu sắc quang minh, chiếu khắp mười phương tất cả thế giới, không có sự chướng ngại. Vàng thật làm lưới, răng tre phía trên, linh báu lay động, vang ra âm thanh vi diệu. Âm thanh đó diễn sướng pháp nhất thiết trí. Các vị Phật tử, vị Đại Bồ Tát này, ngài có một đóa hoa sen lớn. Hoa sen đó đặc biệt rộng lớn, thể tích của nó tận cùng bờ mé mười phương. Dùng bất khởi thuyết lá và bất khởi thuyết báu, cùng với bất khởi thuyết hương để trang nghiêm hoa sen lớn đó. Trong bất khởi thuyết báu đó, mỗi thứ lại thị hiện đủ thứ các báu, thanh tịnh không nhiễm, tốt đẹp trang nghiêm, rất khéo an trụ. Hoa sen đó thường phóng ra các màu sắc quang minh, chiếu khắp mười phương tất cả thế giới, không có mọi sự chướng ngại. Dùng vàng thật làm lưới báu, răng tre phía trên hoa sen lớn đó. Phía trên hoa sen báu đó lại có vô lượng linh báu lay động nhẹ nhàng, và ra âm thanh vi diệu rất êm tai, khiến cho tất cả chúng sinh nghe được âm thanh này tâm rất hoan hỉ, quên mất phiền não, quên luôn sự đói khát. Tại sao? Vì tinh thần tập trung lắng nghe âm thanh hay, cho nên mới có cảnh giới đó. Trong âm thanh đó diễn sướng pháp nhất thiết trí, khiến cho người nghe phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo, khai mở đại trí huệ. Hoa sen lớn đó đầy đủ thanh tịnh trang nghiêm của Như Lai, do tất cả các lành sinh ra, tiêu biểu sự cát tường, sự hiển hiện thần lực, có 10.000 a tăng kỳ công đức thanh tịnh, chỗ thành tiểu diệu đạo của Bồ Tát, chỗ trải ra tâm nhất thiết trí, hình bóng 10 phương chư Phật hiện hiện ra trong đó, thế gian chiêm ngưỡng giống như tháp của Phật, chúng sinh thấy được thể đều lễ kính, từ chỗ thấu rõ chánh pháp huyễn sinh ra, tất cả thế gian không thể ví dụ được. Đại Bồ Tát ngồi kiết già trên hoa sen đó, thân ngài không lớn nhỏ, rất tương xứng với hoa sen. Đóa hoa sen lớn đó đầy đủ sự thanh tịnh trang nghiêm của chư Phật, đó là do tất cả căn lành sinh ra, tiêu biểu bên ngoài để quán. Hoa sen đó cát tường dị thường, đó là thần lực của Bồ Tát hiện ra, cũng nhờ mười phương chư Phật ra bị sở hiện. Đóa hoa sen lớn đó có 10.000 a tăng kỳ công đức thanh tịnh thành tựu, cũng là sự tu hành lục độ phạn hạnh của Bồ Tát thành tựu, đó là từ tâm nhất thiết trí chảy ra. Hình bóng của mười phương chư Phật đều hiện hiện ra trong hoa sen. Tất cả chúng sinh thế gian chiêm ngưỡng đóa hoa sen lớn đó giống như bảo tháp của Phật. Hết thảy chúng sinh phàm thấy được đóa hoa sen đó thì đều cung kính lễ bái. Đóa hoa sen đó là từ chỗ thấu rõ chánh pháp huyễn sinh ra, tất cả lời lẽ và văn tự thế gian không cách chi hình dung, không thể nào ví dụ được. Người có duyên mới nghe được Phật pháp mà sinh tín tâm, người không có duyên nghe pháp cũng không sinh tâm tin, chẳng gần gũi thiện tri thức. Do đó, nước mưa tuy nhiều nhưng không thấm nhuần cây không dễ, cửa Phật tùy rộng nhưng khó độ người vô duyên. Người có căn lành mới có cơ hội nghe được Phật pháp, người chẳng có căn lành không thể nghe được Phật pháp. Chúng ta đều là người có căn lành, vì kiếp trước đã tu căn lành cho nên đời này nghe được chánh pháp. Hiện tại phải thương tiếc căn lành, phải tài bồi căn lành, khiến cho nó sinh rễ, khiến cho nó nở hoa, khiến cho nó kết quả, cũng có nghĩa là khiến cho căn lành của mình tăng trưởng, khiến cho căn lành của mình thành thục. Khi căn lành thành thục thì liền được giải thoát. Đại Bồ Tát ngồi kiết già trên hoa sen báu lớn đó, thân ngài lớn nhỏ rất tương xứng với hoa sen. Tóm lại, hoa sen lớn bao nhiêu thì thân Bồ Tát lớn bấy nhiêu, đó là biểu thị tự nội mà quán lượng trù xa giới, tự ngoại mà quán hộ chúng quán xem. Cho nên cảnh giới tức nhỏ tức lớn. Ngồi kiết già còn gọi là ngồi kim cang, còn gọi là ngồi hoa sen, còn gọi là ngồi tu di. Tuy nhiên danh từ khác nhau, nhưng tư thế đều giống nhau, tác dụng như nhau. Pháp ngồi này sinh ra tất cả chánh định, sinh ra tất cả chánh thọ. Từ trong sự ngồi kiết già này sinh ra trăm ngàn vạn ước môn tam muội. Tại sao gọi là ngồi kim cang? Vì tư thế ngồi này rất là kiên cố, hay hàng phục thiên ma chế các ngoại đạo. Dùng định thắng động, dùng định thắng loạn, vì định lực này vượt qua tất cả pháp thuật của ma vương, còn gọi là ngồi hàng ma. Nếu ngồi được kiết già thì sẽ có cảnh giới như bất động, rõ ràng, sáng suốt, tự nhiên sinh ra đại định lăng nghiêm. Vì định lực này từ trong tâm kim cang sinh ra nên gọi là ngồi kim cang. Tại sao gọi là ngồi hoa sen? Vì tư thế ngồi giống như hoa sen, lại vì thường ngồi trên hoa sen biểu thị thân nhẹ mà có định lực, lại có ý nghĩa thủ hoa sen tạng thế giới, nên gọi là ngồi hoa sen, còn gọi là ngồi cát tường.
Tại sao gọi là ngồi tu di? Vì tư thế ngồi này giống như núi tu di an ổn bất động, lớn mà không ngoài, nhỏ mà chẳng trong, tận hư không khắp pháp giới, đầy rẫy quang minh nên gọi là ngồi tu di. Được thần lực của tất cả chư Phật gia bị, khiến cho mỗi lỗ chân lông trên thần Bồ Tát đều phóng ra quang minh nhiều như số hạt bụi trăm ngàn ước na do tha bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi quang minh đều hiện ra mani báo nhiều như số hạt bụi trăm ngàn ước na do tha bất khả thuyết cõi Phật. Các mani báo đó đều gọi là phổ quang minh minh tạng, đủ thứ sắc tướng dùng để trang nghiêm, thành tựu vô lượng công đức, các báu và hoa dùng làm lưới la, răng tre phía trên dài trăm ngàn ước na do tha hương thơm thủ thắng, có vô lượng sắc tướng đủ thứ sự trang nghiêm, lại hiện lọng báu trang nghiêm không nghĩ bàn để che phía trên. Được thần lực của tất cả mười phương chư Phật ba đời gia bị, khiến cho mỗi lỗ chân lông trên toàn thân Bồ Tát đều phóng ra quang minh, trong mỗi lỗ chân lông đều phóng ra quang minh nhiều như số hạt bụi trăm ngàn ước na do tha bất khả thuyết cõi Phật. Trong mỗi luồng quang minh lại hiện ra mani báu nhiều như số hạt bụi trăm ngàn ước na do tha bất khả thuyết cõi Phật. Các mani báu đó đều đồng một tên, đều gọi là phổ quang minh minh tạng. Quang minh đó chiếu khắp mười phương bất khả thuyết thế giới. Chúng sinh ở trong mỗi thế giới thọ được quang minh đó chiếu sáng, không lâu liền thành tựu Phật đạo. Các mani báo đó phóng ra đủ thứ vô lượng quang minh, dùng đủ thứ sắc tướng dùng để trang nghiêm. Cảnh giới đó do Bồ Tát tu vô lượng công đức mà thành tựu, dùng các báu và hoa để làm tưới la, răng tre phía trên hoa sen báu lớn, khắp dài trăm ngàn ước na do tha hương thơm đặc biệt thủ thắng. Vô lượng sắc tướng có đủ thứ sự trang nghiêm, lại hiện lọng báu trang nghiêm không thể nghĩ bàn, ở trong hư không để che phía trên hoa sen báu lớn. Mỗi mani báu đều hiện lầu cát nhiều như số hạt bụi trăm vạn ước na do tha bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi lầu cát lại hiện ra tòa sư tử liên hoa tạng nhiều như số hạt bụi trăm vạn ước na do tha bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi tòa sư tử lại hiện ra quang minh nhiều như số hạt bụi trăm vạn ước na do tha bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi quang minh lại hiện ra sắc tướng nhiều như số hạt bụi trăm vạn ước bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi sắc tướng lại hiện ra quang minh luân nhiều như số hạt bụi trăm vạn ước na do tha bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi quang minh luân lại hiện ra hoa báu mani tỷ lô giá na nhiều như số hạt bụi trăm vạn ước na do tha bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi hoa báu lại hiện ra đài nhiều như số hạt bụi trăm vạn ước na do tha bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi đài lại hiện ra chư Phật nhiều như số hạt bụi trăm vạn ước na do tha bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi vị Phật lại hiện thần biến nhiều như số hạt bụi trăm vạn ước na do tha bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi thần biến thanh tịnh cõi chúng sinh nhiều như số hạt bụi trăm vạn ước na do tha bất khả thuyết cõi Phật. Trong mỗi hạt mani báu đều hiện ra lầu các nhiều như số hạt bụi trăm vạn ước na do tha bất khả thuyết cõi Phật. Trong mỗi lầu các lại hiện ra tòa sư tử liên hoa tạng nhiều như số hạt bụi trăm vạn ước na do tha bất khả thuyết cõi Phật. Trong mỗi tòa sư tử lại hiện ra quang minh nhiều như số hạt bụi trăm vạn ước na do tha bất khả thuyết cõi Phật. Trong mỗi quang minh lại hiện ra sắc tướng nhiều như số hạt bụi trăm vạn ước bất khả thuyết cõi Phật. Trong mỗi thứ sắc tướng lại hiện ra quang minh luân nhiều như số hạt bụi trăm vạn ước na do tha bất khả thuyết cõi Phật. Trong mỗi quang minh luân lại hiện ra hoa báu mani tỷ lô giá na nhiều như số hạt bụi trăm vạn ước na do tha bất khả thuyết cõi Phật. Trong mỗi đóa hoa báu lại hiện ra đài nhiều như số hạt bụi trăm vạn ước na do tha bất khả thuyết cõi Phật. Trong mỗi tòa đài lại hiện ra chư Phật nhiều như số hạt bụi trăm vạn ước na do tha bất khả thuyết cõi Phật. Trong mỗi vị Phật lại hiện thần biến nhiều như số hạt bụi trăm vạn ước na do tha bất khả thuyết cõi Phật. Trong mỗi thứ thần biến thanh tịnh cõi chúng sinh nhiều như số hạt bụi trăm vạn ước na do tha bất khả thuyết cõi Phật. Trong mỗi chúng sinh lại hiện ra tự tại của chư Phật nhiều như số hạt bụi trăm vạn ước na do tha bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi tự tại mười Phật pháp nhiều như số hạt bụi trăm vạn ước na do tha bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi Phật pháp lại có tu đa la nhiều như số hạt bụi trăm vạn ước na do tha bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi tu đa la dễ nói pháp môn nhiều như số hạt bụi trăm vạn ước na do tha bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi pháp môn lại có kim cao trí nhập vào pháp luân nhiều như số hạt bụi trăm vạn ước na do tha bất khả thuyết cõi Phật. Những lời lẽ đều khác biệt, đều dễ nói khác nhau. Mỗi pháp luân thành tục cõi chúng sinh nhiều như số hạt bụi trăm vạn ước na do tha bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi cõi chúng sinh lại có chúng sinh
nhiều như số hạt bụi trong vạn ước na do tha bất khả thuyết cõi Phật ở trong Phật pháp được điều phục. Ở trong mỗi chúng sinh lại hiện ra tự tại của chư Phật, nhiều như số hạt bụi trong vạn ước na do tha bất khả thuyết cõi Phật ở trong mỗi thứ tự tại mưa Phật pháp. Nhiều như số hạt bụi trong vạn ước na do tha bất khả thuyết cõi Phật ở trong mỗi Phật pháp lại có tu đa la kinh điển. Nhiều như số hạt bụi trong vạn ước na do tha bất khả thuyết cõi Phật ở trong mỗi tu đà la diễn nói pháp môn. Nhiều như số hạt bụi trong vạn ước na do tha bất khả thuyết cõi Phật ở trong mỗi thứ pháp môn lại có kim cang trí. Nhiều như số hạt bụi trong vạn ước na do tha bất khả thuyết cõi Phật chứng được pháp luân bảy lẽ khác biệt đều diễn nói khác nhau. Ở trong mỗi pháp luân thành thục cõi chúng sinh, nhiều như số hạt bụi trong vạn ước na do tha bất khả thuyết cõi Phật ở trong mỗi cõi chúng sinh lại có chúng sinh nhiều như số hạt bụi trong vạn ước na do tha bất khả thuyết cõi Phật ở trong Phật pháp được điều phục. Những cảnh giới ở trên sum la vạn tượng thật là không thể nghĩ bàn. Phật tử đại Bồ Tát trụ tam muội này thì hiện cảnh giới thần thông như vậy, vô lượng sự biến hóa đều biết như huyễn, nên không chấp trước an trụ vô biên bất khả thuyết pháp, tự tánh thanh tịnh, pháp giới thật tướng trong chủng tánh không bờ mé của Như Lai, không đến không đi, chẳng trước chẳng sau, thâm sâu không đáy, hiện lượng sở đắc dùng trí tự vào, chẳng do người khác mà ngộ, tâm chẳng mê loạn cũng không phân biệt. Các vị Phật tử đại Bồ Tát khi trụ tam muội này thì thể hiện cảnh giới thần thông như vậy, diệu dụng biến hóa, tự có hóa không, tự không hóa có, vô lượng vô biên, Bồ Tát đều biết tất cả sự biến hóa như huyễn như hóa, cho nên không nhiễm trước, không tham luyến, an trụ trong vô biên bất khả thuyết pháp. Tự tánh là thành tịnh, pháp giới là thật tướng, thật tướng là tướng như thật, cũng là vô tướng, tướng không hư vọng nhưng vô sở bất tướng, chứng được chủng tánh của Như Lai, ở trong cảnh giới chẳng có chướng ngại, cũng không đếm cũng không đi, cũng chẳng trước cũng chẳng sau, pháp đó thâm sâu không đáy, dùng hiện lượng sở đắc, dùng trí huệ mà tự vào, chẳng phải do người khác giúp đỡ mà khai ngộ, tâm của Bồ Tát chẳng mê loạn cũng không phân biệt. Được tất cả chư Phật quá khứ vị lai hiện tại khen ngợi, từ lực của chư Phật chảy ra vào tất cả cảnh giới của chư Phật, thể tánh như thật, mắt thanh tịnh hiện chứng, mắt trí huệ thấy khắp thành tựu mắt của Phật, làm đèn sáng cho thế gian, tu hành mắt trí huệ biết được cảnh giới rộng, khai thị pháp môn vi diệu. Cảnh giới của Bồ Tát để tất cả chư Phật mười phương quá khứ vị lai hiện tại khen ngợi tán thán, là từ sức đại oai đức của tất cả chư Phật chảy ra nhập vào trong cảnh giới của tất cả chư Phật, thể tánh là chân thật không có hư vọng, mắt pháp thanh tịnh hiện chứng, mắt trí huệ thấy khắp thành tựu mắt của Phật, làm đèn sáng cho thế gian, tu hành mắt trí huệ biết được cảnh giới rộng vì tất cả chúng sinh, khai thị pháp môn vi diệu không thể nghĩ bàn, thành tựu tâm Bồ Đề hướng về chư phu thủ thắng, nơi các cảnh giới chẳng có chướng ngại, vào trí huệ chủng tánh sinh ra các trí huệ, địa sinh pháp thế gian mà hiện thọ sinh, thần thông biến hóa điều phục tất cả như vậy, đều là phương tiện khéo léo. Bồ Tát thành tựu tâm Bồ Đề, hướng về đại trượng phu thủ thắng, đối với tất cả cảnh giới chẳng có chướng ngại, vào trí huệ chủng tánh sinh ra nhất thiết trí huệ, tuy nhiên lìa khỏi pháp sinh tử thế gian nhưng vẫn còn thể hiện tướng thọ sinh tử. Dùng đủ thứ thần thông biến hóa phương tiện để điều phục chúng sinh, tất cả như vậy đều là phương tiện khéo léo, công đức thấu hiểu mong muốn thầy đều thanh tịnh vi diệu tối cực, đầy đủ viên mãn trí huệ rộng lớn như hư không, khéo quan sát cảnh giới của các bậc thánh, tiến hành nguyện lực kiên cố bất động, công đức vô tận được thế gian khen ngợi, nơi tạng chỗ quán của tất cả chư Phật, nơi đại Bồ Đề biển nhất thiết trí tích tập các báo đẹp, làm bậc đại trí như hoa sen tự tánh thanh tịnh, chúng sinh thấy được đều sinh hoan hỷ, đều được lợi ích. Trí huệ quang minh chiếu khắp, thấy vô lượng chư Phật tịnh tất cả pháp. Bồ Tát đối với công đức, sự thấu hiểu, sự hy vọng thầy đều thanh tịnh. Nói tóm lại, dù ở trong pháp nhiễm ô cũng tu pháp thanh tịnh, chỗ vì diệu, đến chỗ tối cực nhất lại đầy đủ, lại viên mãn. Nhật thiết trí huệ rộng lớn, vô biên giống như hư không bao la vạn hữu. Do đó, chân không diệu hữu, diệu hữu chân không. Bồ Tát khéo quan sát cảnh giới của các bậc thánh, tức cũng là cảnh giới của Phật Bồ Tát, đầy đủ tâm tin và nguyện lực tu hành kiên cố bất động. Do đó, tám gió thổi không lay, công đức của Bồ Tát vô cùng vô tận, được tất cả chúng sinh thế gian khen ngợi. Đối với tất cả tạng pháp chỗ quán của tất cả chư Phật, nơi đại Bồ Đề biển pháp nhất thiết trí tích tập tất cả các lành báo đẹp,
làm bậc đại trí giống như hoa sen lớn, tự tánh của nó thanh tịnh. Nếu chúng sinh thấy được hoa sen thanh tịnh đều sinh tâm hoan hỷ, đều đắc được lợi ích đáng được, trí huệ quang minh chiếu khắp tất cả chúng sinh, thấy được mười phương vô lượng chư Phật thanh tịnh tất cả các pháp, tu hành tịch tĩnh nơi các Phật pháp, rốt ráo vô ngại luôn dùng phương tiện trụ Phật Bồ Đề, trong công đức tu hành được sinh ra, đủ trí huệ của Bồ Tát làm Bồ Tát thượng thủ, để tất cả chư Phật cùng hộ niệm, được oai thần của Phật thành tựu pháp thân Phật, niệm lực khó nghĩ bà nơi cảnh một duyên mà vô sở duyên. Bồ Tát tu hành rộng lớn, vô tướng vô ngại, đối với pháp giới vô lượng vô biên. Bồ Đề chứng được như hư không, chẳng có bờ mé, không có ràng buộc chấp trước. Bồ Tát tu hành đều là pháp tịch tĩnh, đối với tất cả Phật pháp đều rốt ráo không chướng ngại, thường dùng phương tiện khéo léo chỗ nơi Bồ Đề giác đạo của Phật. Hết thảy công đức của Phật ở trong sự tu hành được sinh ra diệu quả Bồ Đề. Nếu đầy đủ trí huệ viên mãn của Bồ Tát thì làm Bồ Tát thượng thủ, được tất cả chư Phật mười phương cùng đến hộ niệm, được đại oai thần lực của Phật thành tựu pháp thân của Phật đầy khắp tất cả mọi nơi. Niệm lực của Bồ Tát là khó nghĩ bàn, nơi mỗi một thứ cảnh giới và mỗi một thứ duyên chẳng phan duyên. Bồ Tát tu hành rộng lớn vô biên, chẳng có tướng cũng chẳng có chướng ngại, đồng với pháp giới vô lượng vô biên. Bồ Đề chứng được như hư không, chẳng có bờ mé, không có ràng buộc chấp trước. Trong các thế gian khác làm lợi ích, từ biển nhất thiết trí căn lành chảy ra, đều thông đạt vô lượng cảnh giới, đã khéo thành tựu pháp bố thí thanh tịnh, trụ tâm Bồ Tát, tịnh hạt giống Bồ Tát, tùy thuận sinh ra Bồ Đề của chư Phật, nơi các Phật pháp đều được khéo léo, đủ hạnh vi diệu, thành tựu sức kiên cố. Bồ Tát đối với tất cả chúng sinh thế gian khắp làm lợi ích, đó là do biển nhất thiết trí sở tu căn lành chảy ra, hoàn toàn viên mãn vô ngại, thông đạt vô lượng cảnh giới của chư Phật, đã khéo thành tựu pháp môn bố thí thanh tịnh, thường trụ tâm từ bi của Bồ Tát thanh tịnh hạt giống Bồ Tát, hay tùy thuận tu hành sinh ra Bồ Đề giác đạo của chư Phật. Đối với tất cả đều đắc được phương tiện khéo léo, đầy đủ hạnh môn vi diệu, thành tựu sức kiên cố, tự tại oai thần của tất cả chư Phật, chúng sinh khó nghe được Bồ Tát đều biết, vào môn không hai, trụ pháp vô tướng nhưng lại vĩnh viễn xả bỏ tất cả các tướng mà giọng nói đủ thứ các pháp, tùy thuận tâm ưa muốn hiểu biết của các chúng sinh, đều khiến cho họ điều phục, đều khiến cho họ hoan hỷ. Tự tại oai thần của tất cả chư Phật mười phương ba đời, chúng sinh khó nghe khó biết, chỉ có đẳng giác Bồ Tát mới biết được cảnh giới này, mà vào pháp môn không hai trụ quả vị pháp vô tướng Bồ Tát, tức tướng lìa tướng, do đó quét tất cả pháp lìa tất cả tướng. Bồ Tát lại vĩnh viễn xả bỏ tất cả các pháp, nhưng lại rộng nói đủ thứ pháp tướng của các pháp. Bồ Tát phát nguyện tùy thuận chúng sinh, khiến cho trong tâm tất cả chúng sinh hoan hỷ những gì thì Bồ Tát vì chúng sinh nói pháp đó, khiến cho chúng sinh căng cường đều bị điều phục, khiến cho chúng sinh đều đại hoan hỷ. Bồ Tát dùng pháp giới làm thân, không có phân biệt, trí huệ cảnh giới không thể cùng tận, trí thường dũng mãnh, tâm luôn bình đẳng, thấy được bờ mé công đức của tất cả chư Phật, thấu rõ tất cả kiếp thứ lớp khác nhau. Bồ Tát dùng pháp giới làm thân, hư không làm dụng, chẳng có tất cả tâm phân biệt, liệt khỏi tất cả thức mà dùng nhất thiết trí. Cảnh giới trí huệ của Bồ Tát vô cùng vô tận, trí nguyện của Bồ Tát thường dũng mãnh tinh tấn, chẳng thối lùi về sau. Tâm của Bồ Tát luôn bình đẳng, chẳng có sự phân biệt đó đây, nghĩa là không ta, không người, không chúng sinh, không thọ mạng, tâm bốn tướng. Bồ Tát thấy được bờ mé công đức của tất cả chư Phật tu, thấu rõ tất cả kiếp thứ lớp khác nhau, phân biệt rất rõ ràng. Bồ Tát khai thị tất cả pháp, an trụ tất cả cõi, nghiêm tịnh cõi nước của tất cả chư Phật, hiện hiện tất cả chánh pháp quang minh, sẽ nói tất cả Phật pháp quá khứ, vị lai hiện tại, chỉ bày xứ sở của các Bồ Tát ở, làm đèn sáng cho thế gian, sinh ra các căn lành, vĩnh viễn lìa thế gian, thường sinh vào chỗ Phật. Bồ Tát khai thị chúng sinh tất cả pháp, an trụ tại cõi nước của tất cả chư Phật, trang nghiêm thanh tịnh cõi nước của tất cả chư Phật, hiện hiện tất cả chánh pháp quang minh, diễn nói tất cả Phật pháp ba đời, quá khứ vị lai hiện tại, chỉ bày xứ sở của tất cả Bồ Tát ở, làm đèn sáng cho thế gian, sinh ra tất cả các căn lành, vĩnh viễn lìa khỏi tất cả pháp ô nhiễm, thường sinh vào đạo tràng của Phật, gần gũi Phật, thừa sự Phật. Bồ Tát đắc được trí huệ sáng tỏ đệ nhất của Phật, được tất cả chư Phật đều cùng nhiếp thọ, đã vào số của chư Phật vị lai, từ các bạn lành mà được sinh ra, hết thảy trí cầu đều thành tựu quả. Bồ Tát đắc được hết thảy tất cả trí huệ, thấu rõ đạo lý đệ nhất nghĩa đế của Phật, tức cũng là trung đạo,
Trung đạo tức là chẳng rơi vào bên có, chẳng rơi vào bên không, hai bên, được tất cả chư Phật mười phương ba đời đều cùng đến nhiếp thọ, đã chứng nhập vào số của chư Phật vị lai, là từ các bạn lành mà được sinh ra, hết thảy trí nguyện đều được viên mãn thành tựu quả. Bồ Tát đầy đủ đại oai đức, trụ tại ý tăng thượng, theo chỗ nghe được đều khéo diễn nói, cũng vì khai thị thiện căn nghe pháp trụ thật tế luân, nơi tất cả pháp tâm không chướng ngại, không xả bỏ các hạnh để khỏi các sự phân biệt. Bồ Tát lại đầy đủ đại oai đức, trụ tại tâm Bồ Đề tăng thượng, bất cứ ở trong đạo tràng nào, phàm là nghe được pháp của Phật nói đều nhớ mãi không quên, tùy thời tùy lúc khéo nói diệu pháp giáo hóa chúng sinh. Bồ Tát khai thị chúng sinh, khiến cho chúng sinh nghe pháp mà tăng trưởng căn lành, trụ tại thể tế chân như pháp tánh luân. Đối với tất cả pháp trong tâm không chướng ngại, không xả bỏ tất cả hạnh môn của Bồ Tát tu, để khỏi tất cả tâm phân biệt, nơi tất cả pháp tâm không động niệm, đắc được trí huệ quang minh, diệt trừ các ngu si đen tối, đều chiếu sáng tất cả Phật pháp, chẳng phá hoại các cõi mà sinh trong đó, biết rõ tất cả cảnh giới các cõi, từ xưa đến nay không có động tác, thân là ý nghiệp thầy đều vô biên. Bồ Tát đối với tất cả pháp thấu hiểu thâm sâu, cho nên tâm không có vọng niệm, đắc được trí huệ quang minh, diệt trừ các ngu si đen tối, đều chiếu sáng thông đạt tất cả pháp của chư Phật nói, không cần phá hoại tam giới 25 cõi. Tuy nhiên ở trong tam giới các cõi, nhưng thấu rõ cảnh giới các cõi trong tam giới, từ vô thủy cho đến hiện tại không có động tác, thần là ý ba nghiệp thầy đều vô lượng vô biên. Tùy thế tục sẽ nói đủ thứ vô lượng vạn tự, mà luôn hoại lìa pháp văn tự, vào sâu biển Phật biết tất cả pháp chỉ có giả danh, nơi các cảnh giới không ràng buộc, không chấp trước. Bồ Tát tuy nhiên tùy thế tục của thế gian sẽ nói đủ thứ vô lượng vạn tự, nhưng thường không phá hoại pháp chân đế, để khỏi pháp văn tự, vào sâu biển trí huệ của Phật biết tất cả pháp chỉ có giả danh mà thôi. Đối với hết thảy tất cả cảnh giới không ràng buộc, không chấp trước, thấu rõ tất cả các pháp vốn không chẳng chỗ có, tu các hạnh đều từ pháp giới sinh ra, giống như hư không, không tướng không hình, và sâu pháp giới tùy thuận diễn nói, nơi một môn cảnh giới sinh ra nhất thiết trí. Bồ Tát thấu rõ tất cả pháp vốn không chẳng chỗ có, tu các hạnh đều từ pháp giới sinh ra, giống như hư không, không tướng cũng không hình, và sâu pháp giới tùy thuận chúng sinh diễn nói diệu pháp ở trong một môn cảnh giới để sinh ra nhất thiết trí. Quán bậc thập lực dùng trí tu học, trí làm kiểu lương đến tát bà nhạ, dùng mắt trí huệ thấy pháp vô ngại, khéo vào các địa biết đủ thứ nghĩa lý, mỗi mỗi pháp môn đều được sáng tỏ, hết thảy đại nguyện thảy đều thành tựu. Bồ Tát quan sát địa vị của mười phương chư Phật thập lực, dùng trí huệ để tu học tất cả Phật pháp, dùng trí làm kiểu lương đến bờ bên kia nhất thiết trí, dùng mắt trí huệ thấy tất cả pháp không chướng ngại, khéo vào mười địa của Bồ Tát biết rõ đủ thứ nghĩa lý, hết thảy mỗi một pháp môn hoàn toàn minh bạch thấu rõ. Đại nguyện của Bồ Tát phát ra, nguyện nguyện đều thành tựu, chẳng có một nguyện nào mà chẳng thành tựu. Phật tử, Đại Bồ Tát dùng nghĩa lý này để khai thị tánh không khác biệt của tất cả Như Lai. Đây là môn phương tiện vô ngại, đây hay sinh ra Bồ Tát chúng hội. Pháp này chỉ là cảnh giới tam muội, đây hay dũng mãnh tinh tấn vào tát bà nhạ, đây hay khai hiền các môn tam muội, đây hay vào khắp các cõi vô ngại, đây hay điều phục tất cả chúng sinh, đây hay trụ bờ mé không chúng sinh, đây hay khai thị tất cả Phật pháp, nơi cảnh giới này đều vô sở đắc. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát dùng nghĩa lý này để khai thị pháp tánh không khác biệt của tất cả chư Phật. Đây là môn phương tiện khéo léo không chướng ngại, đây hay sinh ra Bồ Tát đạo tràng chúng hội. Pháp này hết thảy đều là cảnh giới tam muội, đây hay dũng mãnh tinh tấn vào tát bà nhạ, đây hay khai hiển tất cả môn tam muội, đây hay vào khắp tất cả cõi Phật không chướng ngại, đây hay điều phục tất cả chúng sinh can cường, đây hay trụ bờ mé không chúng sinh, đây hay khai thị pháp của tất cả chư Phật nói, nơi tất cả cảnh giới này đều vô sở đắc, do đó vô trí diệt vô đắc. Tùy tất cả thời diễn nói khai thị mà luôn xa lìa vọng tưởng phân biệt, tùy Bồ Tát tất cả thời diễn nói diệu pháp khai thị chúng sinh, song pháp môn đó luôn xa lìa tất cả vọng tưởng và phân biệt. Ý nghĩa câu này là có chẳng ngại không, vì dùng có là có ở trong không. Ý nghĩa 40 câu dưới đây là nói rõ đạo lý không chẳng ngại có, vì không là không ở trong có, cho nên một câu ở trước là hai mà chẳng hai, 40 câu sau là chẳng hai mà hai.